Hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 9 năm 2023, shop của gái tỉnh Bình Thuận có đi gửi 13 cái lục cho 13 anh em cô thủ của các tỉnh thành phố. Cũng như mọi lần, em sẽ làm cái clip giới thiệu chất liệu giá cả của từng loại lục cho anh em tham khảo. Anh em mua hàng bên em vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn ảnh nhỏ 0947252874. Hình thức ship hàng bên em là gửi hàng toàn quốc, nhận hàng thanh toán luôn cho nhân viên bưu điện hoặc nhà xe. Cái lục đầu tiên trên màn ảnh nhỏ của anh em là lục thép mạ đồng, trụi inox móc sắt, 700.000 bao ship. Chất liệu cụ thể là khung inox, nan thép mạ đồng, trụi inox móc sắt, cầu tử từ 30 đến 45cm, đồng giá tùy chọn 700.000 bao ship nha anh em. Thì em báo giá chất liệu và giá cả như trên màn ảnh nhỏ. Ngoài ra, giả sử như cái áo lục dây đeo 100.000 là em chưa có báo giá trong này nha anh em. Cái lục thứ hai cũng là lục thép mạ đồng nhưng nâng cấp trụ móc ti đồng, 900.000 bao ship. Cơ bản thì cái lục này cũng vừa giống hoàn toàn với cái lục em vừa giới thiệu đến cho anh em, là khung inox nan thép mạ đồng nhưng nâng cấp trụ móc ti đồng, 900 nha anh em. Cái lục thứ ba trên màn ảnh nhỏ của anh em là lục inox nguyên cái, 1.000.000 bao ship. Chất liệu cụ thể nó là khung inox nan inox trụ móc ti đồng, 1.000.000 bao ship như trên hình, gồm có lá cống đầy đủ nha anh em. Cái áo lục dây đeo là 100.000 một cái nữa, tức là nếu mà anh em lấy cái lục với một cái áo như vậy là 1.100.000. Hiện đa số anh em đều sử dụng cầu tử lục 35 nên trong tất cả các clip em đều sử dụng cầu tử 35 cho anh em tham khảo. Cái lục trên màn ảnh nhỏ của anh em là lục thép lưỡng kim, trụ móc ti đồng, 1.200.000 bao ship. Chất liệu là khung inox nan thép lưỡng kim, trụ móc ti đồng, lá bồ công anh như trên màn ảnh nhỏ nha anh em, 1.200.000 bao ship. Thì cơ bản như mẫu lồng của em hoàn toàn giống nhau, giá cả thì khác nhau đôi ít do chất liệu nó khác nhau nha anh em. Cái lục tiếp theo em muốn giới thiệu đến cho anh em là lục cánh bướm như trên màn ảnh nhỏ của anh em, 1.300.000 bao ship. Cái lục này gọi là cánh bướm vì cái sân phía trước em xếp lại nha anh em, xếp lại giống như cánh bướm, khi con bổ nhảy vào nó sẽ tự động bung ra. Về cái xanh này thì anh em thích thì anh em xếp, không thích thì là bung ra sẵn. Như trên màn ảnh nhỏ là em bung ra sẵn. Đằng nào con bổ nó nhảy vào nó cũng sẽ tự động bung ra để nó hướng bổ. Nên anh em thích thì anh em xếp xanh, không thích thì ta bung ra sẵn như trên màn ảnh nhỏ. Đây là chất liệu cụ thể nó là khung inox, nan thép lưỡng kim, trụ móc ti đồng, sân xếp cánh bướm. Anh em muốn tham khảo kỹ hơn, cứ lên YouTube và gõ vào từ tìm kiếm lục cô gái cánh bướm, cô gái tên Linh Bình Thuận, thì rất nhiều cái clip em hướng dẫn sử dụng lục, test lục bài bản em đã để sẵn trên đó. Hoặc anh em vào Zalo, em sẽ gửi cái clip cho anh em tham khảo kỹ hơn về cái mẫu lục cánh bướm của bên em. Thì ngoài ra bên em còn cung cấp thêm mẫu lồng gáo, cầu tử 60cm tháo rời, không lợp lá, đánh bằng hình thức dịch dây chanh như trên màn ảnh nhỏ, 550.000 đồng bao ship. Chất liệu là khung inox, nan thép lưỡng kim, cầu tử 60cm tháo rời nha anh em. Cái này không lợp lá, đánh bằng hình thức dịch dây chanh. Vì cầu tử tháo rời nên anh em thích thì để ở nhà nuôi bổi cách cầu, hoặc đi đánh thì ta cầm theo cái cầu và đi đánh. Cảm ơn anh em cô thủ, anh chị em cộng đồng YouTube đã bỏ chút ít thời gian quý báu để theo dõi clip và đăng ký ủng hộ kênh.